Xin chào quý vị các bạn nhé. Hôm nay nhà mình sẽ làm một món đó là thịt bò nấu với cà rốt rất là mềm và ngon và thơm nhé. Đặc biệt là kể người già hay trẻ nhỏ mà làm món này thì ăn nó thịt rất là mềm và nó ngọt, ngọt của củ cà rốt rất là thích đúng không? Thì bây giờ mình sẽ làm chia sẻ một cái cách nấu đơn giản của nhà mình nhé. Đầu tiên thì mình sử dụng thịt bò này. Đầu tiên mình sử dụng thịt bò nhá. Thịt bò thì mình về thái miếng ra nhá. Đây, thái miếng như thế này, sau này mình rửa sạch thái miếng. Đó, chúng ta rửa sạch đi. Hoặc là nếu bạn nào mà cẩn thận thì chúng ta sẽ rửa qua nước muối, nước muối đó. Đây là gừng. Mình đi chợ mình quên mua gừng, còn ít nữa mình dùng tạm. Tỏi với cà chua với rau rau thơm, rau hành lá với rau răng cưa. Và cà rốt mình đã rửa sạch, mình cắt vỏ, gọt vỏ và mình thái miếng thế này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đi ướp ướp cái thịt bò này nhé. Thì đầu tiên thì mình sẽ cho một ít nước mắm vào. Cho một xíu nước mắm. Một ít hạt nêm. Cho một ít hạt nêm nhé. Mình cho thêm một ít tiêu. Mình cho thêm một tí bột canh thôi nhé. Bỏ các bạn bỏ ít thôi nhé. Như là sợ mặn. Và chúng ta ướp thịt bò. Ướp khoảng tầm từ 10 đến 15 phút nhé. Rồi bây giờ chúng ta đi ướp thịt bò. Các bạn, bây giờ mình sẽ nấu thịt nhé. Thì đầu tiên thì mình sẽ bắc chảo lên để giảm về nhỏ lửa nhé. Mình cho ít dầu ăn vào, cho ít dầu ăn vào chảo nhé. Cho dầu ăn nóng lên. Khi giờ ăn bắt đầu nóng lên thì mình sẽ cho một nửa tỏi thôi, một nửa cái tỏi chỗ này thôi. Mình phi thơm lên. Khi chúng ta phi tỏi vàng đều lên nhé thì chúng ta lại cho cà chua vào. Cho cà chua vào. Khi cà chua vào thì các bạn phải cho một muỗng đường nhé. Vì cà chua nó chua thì mình cho muỗng vào nó sẽ giảm cái độ chua của cà. Giảm lửa đi. Rồi, bây giờ mình cho một ít hạt nêm vào. Đảo đều cái cà chua này đi.
bây giờ là các bạn sẽ cho thịt bò mình đã ướp sẵn từ lúc nãy vào, thử đảo đều luôn. Các bạn đảo khi nào mà xong thịt bò xong lại nhé. Chúng ta cho cái phần tỏi với gừng vào nhé. Chúng ta cho cà rốt vào và chúng ta sẽ hầm. Đó, chúng ta sẽ hầm luôn nhé. Rồi các bạn nhé, các bạn nên cái thịt bò này đến khi mà chúng ta thấy nước nó sệt sệt và hay là cái miếng thịt bò nó mềm mềm á thì chúng ta phải tắt bếp nhé. Và cái nước của nó sệt sệt rồi được, và thịt bò nó mềm rồi được. Đây của mình như sắp được rồi. Đây mình phải cho thêm và chờ rắc thêm ít hành nhé. Mì rất là ngon các bạn nhé, mì thơm và rất là ngon. Sau đó là thịt bò mình đã được nhé, bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình sẽ mời ra đĩa nhé. Đây mình sẽ múc thịt bò ra đĩa. Những cái thịt bò rất là ngon, cộng với những miếng cà rốt nữa, ăn rất là ngọt. Vì ngọt của cà rốt này, vì ngọt của thịt bò. Cái món này thì dễ ăn, đặc biệt ăn với cơm trắng rất là tốn cơm nhé. Thơm quá. Mình chạy nước sốt nó lên trên nhầm, dưới nó lên ít thịt nhé. Bây giờ mình trang trí thêm một ít rau. Đây các bạn, đây cái món thịt bò với cà rốt của mình đã hoàn thành nhé. Chúc các bạn có một món ăn rất là ngon miệng nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Nhớ chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Chào các bạn.